Xin chào mọi người, em là Khánh, em chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng. Với mong muốn là giúp tất cả mọi người chúng ta xem là có thể hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải nhìn qua hình ảnh, mọi người có thể xem video trực tiếp. Mọi người có thể truy cập vào kênh để xem thêm nhiều những sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng em đã làm thành video chi tiết nhất rồi. Và hôm nay thì xin phép được giới thiệu và chia sẻ đến tất cả mọi người một cặp chóe sứ mẫu vẽ hình ảnh là chim công và hoa đào. Chóe này là thuộc cái dòng chóe là men lam vẽ tay, sứ trắng men lam vẽ tay. Để tạo ra cái chất sứ này thì nguyên liệu làm sản phẩm sẽ phải làm từ nguyên liệu là đất sét trắng xương trong và được tinh lọc rất là kỹ càng để loại bỏ toàn bộ cái tạp chất rồi. Và nung nhiệt độ lên đến 1300 độ C trong nhiều giờ đồng hồ thì sẽ cho ra cái loại sứ trắng tinh như đá. Khi mà vuốt lên sản phẩm thì sẽ trơn mịn và mượt như là mọi người sờ lên trên kính, bởi vì bản thân cái họa tiết này là vẽ ở bên trong men nhé. Khi vẫn còn là một phơ đất thì sẽ được vẽ họa tiết với cái màu lam như thế này lên bên trên, sau đó phủ một lớp men bóng ở bên ngoài. Thì cái lớp men bóng này nó sẽ bảo vệ cái họa tiết này. Đấy. Nó sẽ trơn mịn và mượt như là chúng ta sờ lên trên kính ấy, và thậm chí để trong cái không gian phòng mát khi mà mình sờ vào nó còn lạnh tay nữa cơ, bởi vì cái sứ này nó sẽ giữ cái nhiệt lạnh ở trong đó. Và với cặp chóe như thế này, anh chị bày trí ở phòng thờ thì ban thờ từ 1 mét tầm 75 trở lên là sẽ phù hợp với cái cặp chóe này nhé. Với cặp chóe này khi mà anh chị bày trí ở phòng thờ ấy thì anh chị có thể cho thêm là một bên chóe rượu, một bên chóe nước, để mỗi một lần mà anh chị thắp hương thì có thể sử dụng luôn nước và rượu ở trong hai chiếc chóe này để tránh bị lẫn với những cái loại rượu và nước ở bên ngoài. Đấy, thì anh chị có thể để trực tiếp rượu và nước ở hai bên chóe. Mỗi một lần thắp hương chúng ta có thể múc trực tiếp từ trong này ra để dâng lên các cụ tổ tiên. Đấy, thử những loại rượu ngon, nước sạch tinh khiết để anh chị dâng lên tổ tiên để ghi nhớ những cái công ơn. Thì đây bây giờ em sẽ chi tiết hơn vào cái họa tiết của cái tác phẩm này nhé. Kích thước trước đi, kích thước là cao là 70 tính từ chân đến chóp này. Từ chân đến chóp không tính cái đế này mọi người nhé. Đây là em đang để lên cái đế. Từ chân đến chóp là 70 và đường kính bụng này là 44. Cái mẫu này là mẫu chóe trường rộng. Đường kính bụng là tính từ bên này sang bên này. Nhiều anh chị hay bị nhầm là cái vòng bụng nhá, nhưng mà đây là đường kính bụng là 44. Mặt chính vẽ của tác phẩm này là hình ảnh chim công, một cặp chim công kết hợp với hình ảnh là hoa đào và có phụ điểm thêm hình ảnh là chim trĩ. Sẽ quay cho mọi anh chị cùng quan sát nhé. Và trên nắp thì em chế tác hình ảnh là chim hoa, là chim trĩ và hoa đào. Trên nắp thì sẽ phù hợp với khi mà anh chị bày cái mặt chim công này ra. Anh chị sẽ nhìn từ trên nắp xuống bên dưới đều là hình ảnh chim hoa hết, đều là hình ảnh chim hoa, nó gần như nó liền một cảnh luôn. Ở bên trong lòng thì em cũng phủ men bóng rồi, bên trong lòng của chóe cũng phủ men bóng sạch sẽ để khi mà anh chị đựng rượu đựng nước vào thì sẽ không sợ bị bẩn hay là bị lẫn tạp gì cả, rất là sạch sẽ nhé. Em sẽ gõ thử cho anh chị nghe âm thanh của cái cặp chóe này. Thì để cho ra được cái âm thanh nó kêu đanh như thế này ấy, thì tất nhiên là cái đất sẽ phải là đất được nghiền nhỏ và được tinh lọc kỹ càng và nhiệt độ nung cao. Anh chị cứ tưởng tượng như là ví dụ một viên đất, nếu như mà chúng ta nghiền cái hạt đất nó càng nhỏ bao nhiêu thì cái độ mịn và cái độ 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 giống như là giống như anh chị cho một viên một cái lọ đi. Đấy, anh chị cho những cái viên sỏi vào thì nó sẽ có các khe giữa các viên sỏi với nhau, nhưng anh chị cho cát vào thì nó sẽ khác nhá. Thì cái hạt đất cũng như vậy, hạt đất xay nghiền càng mịn thì cái cùng là trong một cái lọ đấy thì cái đựng cát nó sẽ nặng hơn là cái đựng sỏi, bởi vì là nhiều khi là cái sỏi là nó bị rỗng nhiều, nhưng mà cát thì nó sẽ không, nó hạn chế tối đa cái khoảng cách lại thì nó sẽ đựng được nhiều hơn. Thì đấy là cái lý do tại sao mà cái hàng đất mà đất trắng như thế này cái trọng lượng nó rất là nặng, nó là như vậy bởi vì hạt đất nó được nghiền rất là nhỏ. Trong đất trắng thì lại có nhiều loại đất trắng nữa nha, chứ không phải chỉ có một hai loại đất trắng đâu. Đây em xin phép quay quanh cái tác phẩm này nhá, một cặp chim công và hoa đào. Chim công là biểu tượng cho phú quý giàu sang. Cặp chóe này thì có giá là 15 triệu một cặp. Giá này có thể sẽ thay đổi theo thời gian chứ không phải lúc nào cũng cố định. Với những khách hàng ở gần thì bên em sẽ có gia lộc, bởi vì là cái giá này là giá bao ship toàn quốc nhé. Với những khách hàng ở gần thì bên em sẽ có gia lộc và có thể là
nếu ở gần thì cái phí vận chuyển của mình sẽ giảm hơn, thì bên em sẽ ra lọc hơn một chút. Vẽ tay hoàn toàn hết, tất cả những sản phẩm này đều là vẽ tay hết nhé. Cái độ bền màu của sản phẩm này, độ bền màu, độ bóng của sản phẩm là trường tồn với thời gian, không sợ phai mờ xuống màu trong quá trình sử dụng. Sẽ như thế này mãi mãi thôi, cặp chéo này sẽ như thế này mãi, trừ khi là chúng ta làm vỡ thì nó bị hỏng thôi, chứ còn không thì sẽ trường tồn với thời gian. Đây là phần nắp này, phần nắp của chổi này. Đây em sẽ bỏ xuống để quay phần dưới đáy và phần trong miệng cho mọi người. Dưới đáy của chổi đấy ạ, trắng tinh như đá nhá, trắng tinh như đá. Nó nặng lắm. Đây là trong lòng này, phủ men bóng, sạch sẽ. Thì tất nhiên là cái hàng cao cấp thì nó sẽ được làm chỉn chu, chỉn chu. Ví dụ như cùng là hàng khử, ví dụ như cùng là hàng khử, cũng có những loại chỉ tầm hơn 9 triệu một cặp, cao tầm hơn 60 cũng có. Thế nên là thường nếu như mọi người với những sản phẩm này, một là mọi người phải xem được video chi tiết, còn nếu như mà nhìn ảnh không nhá, ví dụ như mẫu họa tiết này thì vẫn có thể vẽ lên được với những cái chất đất khác, vẫn có thể vẽ được lên. Nhưng mà nhìn qua ảnh thì nhiều khi là sẽ khó hơn so với mọi người xem video trực tiếp hoặc là đến tận nơi được xem sản phẩm trực tiếp và mọi người có thể so sánh được. Thì tất cả nó sẽ chỉ khác nhau về hình thức mọi người nhé. Còn độ bền thì những sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng thì đa phần là độ bền nó tương đương nhau. Nó chỉ sẽ chỉ khác nhau về cái là cái hình thức nhìn đẹp, khác nhau về cái độ đẹp. Có nhiều anh chị là có sợ là cái hàng đề can là nó bị phai màu ấy, thì đề can nếu mà đề can ở bên trong men thì thoải mái mọi người nhé, đề can ở bên trong men thì thoải mái, nó cũng sẽ bền như cái loại vẽ tay thôi. Chỉ có là cái đề can mà họ dán ở bên ngoài men ấy thì ví dụ dùng lâu thì có thể là nó sẽ bị phai mờ, còn cái đề can mà ở bên trong men thì thoải mái. Như cái đôi này là vẽ tay mọi người nhé, vẽ tay. Giờ em xin phép được quay cận hơn vào cặp chóe này để mọi người có cái nhìn rõ hơn về tác phẩm này. Và nếu như mọi người xem xong những video của em, thấy video hay, ý nghĩa và tác phẩm đẹp, thì rất mong mọi người đăng ký ủng hộ kênh, chia sẻ để nhiều người có thể biết được đến những cái sản phẩm gốm sứ do chính tay người Việt làm ra. Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian của mình ra để theo dõi hết video này. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Hiện tại thì em đang quay cận vào tác phẩm để cho anh chị có thể nhìn thấy cảnh chính của tác phẩm nhé. Đây là hình ảnh một cặp chim công đang dưới gốc cây hoa đào. Đấy, một cặp chim công đang dưới gốc cây hoa đào. Sẽ zoom cận vào cho mọi người cùng quan sát được cái họa tiết được chế tác ở trên tác phẩm này. Đây là chim công này, một cặp chim công. Chim mái thì thường sẽ e ấp ở bên cạnh. Chim trống thì cái đuôi sẽ dài, sẽ xòe rộng hơn. Đấy, anh chị cùng quan sát, cái này là cái bóng sáng do cái đèn em dọi vào nhé. Cái này là cái bóng sáng cái đèn em dọi vào. Đây, hoa đào đây. Vẽ tay thì cái đường nét nó sẽ mềm mại và không cái nét nào nó giống nét nào cả. Ví dụ như là cùng là một cặp công, họa tiết bên này sẽ khác họa tiết cái ở bên này. Đấy là cái sự khác biệt giữa hàng vẽ tay và hàng dán, nó là như vậy. Đây là chim chỉ đang bay lượn. Mặt sau thì được chỉ tác là một khóm sen đơn giản. Mặt sau được chỉ tác là một khóm sen thì đây anh chị có thể quan sát nhìn thấy nhé. Là cái độ trắng của sứ này. Đây, cái độ trắng của sứ nó sẽ trắng đều, sạch sẽ. Trắng đều, sạch sẽ. Với cái màu như thế này khi mà anh chị bày trí vào trong nhà nó sẽ sáng lên rất là nhiều, sẽ không bị tối. Riêng cái dòng men lam vẽ tay như thế này là cái tông màu là sáng, khi mà anh chị bày trí vào những cái không gian phòng thờ mà trầm thì sẽ rất là nổi ở cái tác phẩm này lên. Đây là dưới chân này, dưới chân thì được chế tác họa tiết như thế này mọi người nhé.
Đây là phần trên nắp của chè này, thì được vẽ hình ảnh là chim hoa như thế này. Trên nắp chè đấy. Đây là phần vai của chè, thì khi mà anh chị nhìn từ góc phần vai này xuống thì chúng ta sẽ nhìn thấy những chú chim đang đậu ở trên cánh hoa đào này. Chim chỉ đang bay lượn đây. Đuôi rất là mềm nhé, đuôi được chế tác rất là mềm bông tơi. Nhà anh chị nào mà có cái sập ấy thì anh chị có thể bày cặp chè to này lên sập, ở cạnh hai bên sập thì rất đẹp. Vừa ngồi ngâm nghi uống trà nhìn cảnh chim hoa, nó sẽ giúp cho cái cảm xúc của chúng ta sẽ trở nên nhẹ nhàng, thanh thản. Đây cũng là một cái thú vui. Quay cho anh chị nhìn kỹ hơn vào mặt chim công nhé. Đây là mặt chim công đây. Đấy. Lông của công này. Chân của công này. Đây là chim mái mọi người nhé. Chim mái sẽ được chế tác như thế này. Rất là nhẹ nhàng. Đang nấp ở bên cạnh chim trống. Ta gọi là e ấp ở bên cạnh chim trống.